Hả? Đợi chút. Đem cái gì ăn không? Hả? Thôi đem đi ăn gì cho nó nhanh. Cha này. Mẹ ơi, con lấy cái này giống đá bồi vậy. Mấy cái gỗ mục á, gỗ mục nó còn sót lại đó. Nó tạo thành hình dáng giống như cái hang động vậy đó. Ừ. Này đá nè. À, trong có cái nhà sàn kìa. Bây giờ hai đứa con đứng đây ba chụp hình đấy coi. Bắp nè, chắc bắp nè, thấy không? Bắp nè, hoa bắp nè. Chứ chắc bắp đó. Đó chắc bắp đó, ừ. À, đàn gà con. Có cái lu nước. Nó nghe nó tưởng gà ba vậy. Nó nghe nó tưởng gà. Ủa nó nhảy ra luôn kìa. Nó nhảy ra nó cũng chui vô lại à. Tại vì mẹ nó trong đó. Lúa nè, lúa nè. Lúa nè, lông lông lúa nè lông. Yeah. Ơi. Quay. À cái tháp chàm. Tháp chàm. Tháp chàm. Đây là tháp chàm. Đẹp không? Giống ở đâu? Cái bên đây đây nè. Biết sát sát cái bông này nè. Xích ra ngoài một xíu. À, rồi. Cái chỗ đây, mấy chân ơi. Hai người đưa đây này kia ơi. Ba. Ơi. Đền Hùng á. Cái đền Hùng á. Ba. Hả? Lâu quá ba. Ở bên cơm bên đâu đàn. Có đền Hùng ở đâu đàn, còn đền Hùng bên sở thú là khác nữa, hai cái là. Chưa coi hoa sứ không? Để coi xương rồng nè. Hay nữa.
xương rồng không á, toàn bộ là xương rồng hết á, nhiều loại. À chú có lần nữa rồi. Gì? Tàu. À đi qua đó đi. Chiếc tàu. Nhiều cửa. Hồi đó mình đi cửa này nè. Bên đây gạo không sao. Văn phòng thường trực Hội Thánh Tin xin thông báo đã đến giờ chuẩn bị đàn lễ khai mạc Hội Thánh Tin năm 2015. Tìm ơi, sân khấu chỗ nào? Sân khấu chỗ nào tìm ơi? Đây. Thank you.
mấy bà trong còn ngồi ngoài. Long ơi.